She always she needs to wash her dish and exercise every day. Mm-hmm. Okay, cái điều gì nào? À, cô ấy thừa cân, cô ấy cần phải xem lại cái chế độ ăn uống và tập thể dục mỗi ngày. Mm-hmm. Okay, cô thừa cân. Overweight, thừa cân. Overweight, thừa cân. Okay. She's slender. She's slender. Okay, nghĩa là gì nào? Cô ấy trông rất là mảnh mai. Mảnh mai, okay. She lucky because she can eat anything she want. Cô ấy có cô ấy rất hạnh kiểu gì nhỉ? Lucky là hạnh phúc à? Hay là cái lucky? May mắn. Mm-hmm. Cô ấy rất là may mắn bởi vì cô ấy có thể ăn bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn. Mm-hmm. Okay. Your dream, như là hồng, ước mơ của hồng. Hồng rất là xinh và đẹp, cho nên là hồng ăn cái gì cũng được. Hồng không phải nhuyễn nhọ đúng không? Hồng slender, hồng lucky because hồng can eat anything she want. À, hồng ăn. Hồng ăn. Mi ăn. Okay, that's a good one. Cái này stunning là cái gì anh? Cô ấy trông à? Cô ấy trông rất là quân phàm nhỉ, gọi là gì? Tuyệt vời à? Trông rất là tuyệt đấy. Đàn ông thì rất muốn là bắt chuyện hỏi han cô ấy. Vì cô ấy trông rất là tuyệt vời cho nên là mọi đàn ông là luôn hỏi kiểu hỏi han về cô ấy đúng không? Yes, that's right. Okay, keep moving. She throw an early star. Cái này đồng nghĩa scary. Scary. Anh ấy cao và nhìn hơi đáng sợ. Nhưng mà một chút đáng sợ, hơi đáng sợ. Okay. Now read again. He's. Cái này là gì? Em đọc đã, đọc lại tiếng Anh nhá. He's black. He flappy, he has a pear, pearly from drinking too much pear. Too much beer. Beer pearly. Là cái mềm yếu à? Beer pearly, nghĩa là anh ấy là một người nghiện bia. Anh ấy có một cái bụng bia rất là to. Là thế cái mà flappy là cái gì? Flappy anh ấy là một người gọi là anh trong đây thì xin em trao tôi hiểu là không đang ở đó đâu, là một người làm flappy, là một người kiểu như là một người son xé sẽ. Nghe giống như là béo phì, béo sẹ như thế. Tiếp tục, cái này next nào. Ừ.
Heavy sex. He has always been big even as a young boy. Okay. 동의는 뭐 이나? 아니, 그 heavy sex는 뭐지? Heavy sex 동의는 아니, 이 남은 거에 anh ấy là một người béo, là người nặng cân đó. Béo? Cũng tại người nặng cân đó. Anh ấy luôn luôn to từ khi còn bé đến giờ rồi. Vì anh ấy là một người nặng cân, anh ấy luôn luôn to từ khi mà còn nhỏ đến bây giờ. Yes, that's right. Khi một người she curvy. I think most men like curvy women. Cái từ này em không hiểu. Cái từ curvy. Cô ấy rất chi là cong. Cô ấy rất chi là người rất chi là chữ S. S em tưởng cơ bắp. Curvy woman là một con gái hình chữ S. Hình chữ S. Curvy là kiểu cong, một con gái gọi là. Một cô gái có đường cong. Đường cong đó, đúng rồi. Ok. She could be a model. Rồi, rất là đẹp. Anh ấy là đẹp trai. Yeah, she's beautiful. She beautiful. She could be a model. She could be a model. Model gì? Model. Cái model này là cái Việt Nam thì đọc là cái gì? Model đúng không? Model là người mẫu. Okay. Keep moving. He's handsome. He's the most handsome teacher in the school. He's the most handsome teacher in the school. Anh ấy đẹp trai, anh ấy là một thầy giáo đẹp trai nhất cái trường. Ở trong trường đó, ok. Thế là gì nào? They are acceptable, the simple. Cái đề đọc là gì? Không biết đọc. They are attractive. Attractive. The. Đọc lại nào. They are attractive. They are attractive. Cô ấy trông rất là hấp dẫn. Khi mà mình đọc các câu tiếp theo nào. Hả? Tiếp theo là gì nào? Đằng sau á, đọc là gì á? Câu tiếp theo là The Simpsons. The Simpsons sister are very attractive. Có nghĩa là gì? Attractive là gì? Cái gì? Mọi người trông rất là hấp dẫn à? Thu hút, attractive và thu hút. Thu hút.
심포나 보겠다. Okay, I check the wood. He is very lucky. He has many girlfriends. Now, yes or no? He was looking. He has many girlfriends. Anh ấy trông rất là ấm. Sao nhỉ? Ưa nhìn. Okay. Và he has. He has many anh ấy cái gì mà bạn gái? Anh ấy có rất nhiều bạn gái. Anh ấy có rất nhiều bạn gái. Okay, keep on. She lovely. She so small and lovely. Cô ấy trông rất là đáng yêu và cô ấy nhỏ và đáng yêu. Thông minh và đáng yêu. Smart và thông minh. Thông minh à? Yes. Em... Small mới là nhỏ nhỉ? Small là nhỏ, smart là thông minh. Small. Ok, rồi. Em phải nốt vào không em quên ạ. Vâng. Mà khi mà mình... She has. Yes, you know. She's. She my dear. She has intense. Cái mắt đọc là gì nhỉ? Bí ẩn. Yeah. Cô ấy trông rất là bí ẩn và có đôi mắt rất là gì? Stairs. Instancy là cái gì ta? Huyền bí à? Cô có đôi mắt là mạnh mẽ, dữ dội. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ờ. He should play. He needs to. Chubby. He needs to lose a few pounds. He's starting to get fat. Anh ấy trông rất là mập. Và anh ấy cần giảm cân. Ok, anh cần giảm cân và anh ấy bắt đầu cảm béo lên đúng không? Chubby là gì? Mập mạp đúng không? Mập mạp đáng yêu dễ thương. Nghĩa gì nào? He husky Henny a husky young man. Anh ấy trông rất là cái gì ấy, kiểu như là rụt rè hả? Không phải. Là một người có cái có cái giọng khàn khàn. Là nông có giọng khàn. Giọng đang có giọng khàn khàn. She is slim, only to be slim to fit in a bikini. Cô ấy trông rất là mảnh khảnh và cô ấy cần một bộ bikini cái gì nữa nhỏ. Cô cần một cái bộ để vừa cho cái dáng người. Để vừa với cả cái bộ bikini cô cần mảnh khảnh.
Một người cần cái mảnh mai để phù hợp với bộ bikini. Nào, cái gì nào? She planning, she never wear make up and she never dress up. Cô ấy trông rất là giản dị và cô ấy không cần trang điểm hay là dress là cái gì anh nhỏ? Dress up là mặc quần áo cầu kỳ. Dress up. À, mặc quần áo cầu kỳ. She from she as from as a plum. Cô ấy trông rất là chuẩn. Plum. Plum. She plum. She as plum as a plum. Cô ấy trông rất là tròn trịa. SS là càng càng đúng không anh? Càng ngày thì cô ấy càng tròn. Như được như một. À, như một á. Cô ấy là sao? Cô ấy béo như một trái mận. Cô ấy mập mạp, béo mũm. À, mập mạp đúng. Làm mà đầy đặn, cô ấy đầy đặn như một cái quả trái trái mận. À, mập mạp như một trái mận. Ok. Cái mô hình. Như là gì nào? She okay. Could have, she as could have as a Boston. Đọc lại nào. Cô chấm rất là. Đọc lại nào. She could have. Could have. Việt Nam đọc là thế. She's cute. She's cute. She as cute as a Boston. Cô ấy trông rất là dễ thương. Ok. Là gì nào? She has, she is very sexy. Cô ấy trông rất là nóng bỏng và cô ấy cũng rất là sexy. Ok. She's very sexy. Now. He in good cái gì ấy? Good shape. He in good shape. He exercise every day to stay in good shape. Okay. Anh ấy có một cái dáng rất là đẹp và anh ấy cái gì ấy? Anh ấy cái gì? Anh ấy cái gì thì đâu anh? Dạ, tiếp tục bài này nhá. Vâng. Goodbye, see you. Hi, goodbye, see you. Good online nhá. Okay, goodbye, see you. Goodbye, see you.